Hộp nail cùng Juice Phương. Nay mình làm hoa cái bột hoa này ha. Mình vừa làm design mà vừa làm hoa ẩn đều được hết. Thật ra là khi học hoa bột á, mình không có quan trọng là học kiểu mà mình phải học kỹ thuật. Thì khi mà mình đã tán được cái cánh rồi thì mình nhìn kiểu nào mình làm cũng được hết. Thì ở đây cái cánh dẹt này á, thì khi mình đặt cái cục bột vô nè, thì mình sẽ chi nó ra đặt ngay giữa và tém bột kéo ra. Tém bột kéo ra mục đích để làm gì? Có bột đặng cho mình mới tán được, còn nếu không là nó sẽ bị nát cái đầu ha. Thì mình dồn vô để tạo ra một cái đường nhỏ, cái mũi nhọn của cái cánh hoa này nè. Sau khi mà mình tém cái mũi nhọn này xong, mình phải phải tém nó lại để làm chi, đặng cho nó nét cái mũi nhọn, không nó sẽ bị bể ha. Rồi sau khi mà mình tém xong xuôi rồi, cái mũi này theo cái hướng mà mình muốn, thì bắt đầu mình sẽ làm ẩm cọ và tán hai bên, dẹt làm cho cái cánh này nó dẹt ra. Và khi mà mình cái này Phương sử dụng bằng lưu huỳnh ha, để làm chi, để cho cái bột nó được chảy chảy lâu hơn thì mình điều khiển cái cánh nó sẽ dễ hơn. Còn nếu các bạn làm nước làm hoa, đôi khi mình tán không kịp á, nó sẽ bị dẻo quá, nó khô liền, mình không có Thì tán khi được mình cánh. tán cánh như vậy á, thì mình muốn cái cánh hoa nó mập ở khúc nào, nó ốm khúc nào, nó tròn nó dẹt như thế nào là do mình ha. Rồi bắt đầu mình sẽ tán nhẹ ra đó, mình muốn chỗ này nó hơi cong ra thì mình sẽ tán chỗ tán đó. xong rồi thì mình nhớ là vuốt cái cánh hoa đặng cho nó mướt rồi mình mới tan màu vô ha, đặng cho cái nhìn cái cánh hoa nó đẹp hơn, đừng có để nó bị quá sợi thì nó sẽ không có xinh lắm. Rồi quan trọng khi mà mình nhìn một cái hình đó, để mà mình làm theo, mình bắt chước theo á, thì mình phải biết phân biệt là cái cánh nào nằm ở dưới thì mình sẽ làm trước, còn cánh nào nằm ở trên làm sau. Bài này Phương hướng dẫn cho các bạn cách mà mình phối với đá khối. Thì khi mình đã đặt cục đá khối vô rồi nè, thì nó sẽ bị gồ đúng không? Thì mình sẽ nhẹ nhàng mình lấy clear đó, mình chèn vô và mình chèn cho tới khi nào nó tạo cái độ mướt ở trên cái cục đá đó. Để một hồi làm gì mình đắp trực tiếp luôn đó, nó sẽ không có bị hõm hõm cái bông của mình. Trước khi mà tán cái cánh trên cục đá thì các bạn phải làm đầy cái nền ở dưới cục đá để nó không bị trống. Làm thêm hai cái cánh nữa để cho nó đủ cái nền của mình cho nó Cách xinh. Tán cánh thì nó giống như lúc đầu Phương nó chỉ các bạn đó ha. Có quay chậm chậm thì mọi người nhớ là coi chú ý những cái phần nào mà Phương nhắc tới nhắc lui là chỗ đó là mình hay sai đó. Xong ba cái cánh này rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt cái cánh lên trên cục đá nè. Đặt cục bột lên ha, sau đó mình kéo nhẹ nhàng, do hồi nãy mình đã có chim clear rồi đó cho nên bây giờ là mình tán cánh nó rất là dễ. Còn nếu không có chim thì nó sẽ bị gì, nó sẽ bị lõm cái cánh hoa của mình vô. Và nhớ là tán từ từ thôi nha, các bạn đừng đè quá, nó sẽ bị lộ cái cục đá lên nè, thấy không? Rồi nhưng mà không sao, tầm như vậy là ok rồi, một hồi mình phủ màu lên là nó sẽ mất đó. Mình cứ tan nhẹ nhàng lên không. Rồi bây giờ mình làm tiếp cái cánh bên đây cũng như vậy, mình vuốt từ từ. Nhớ nha, khi mà mình muốn bột nó chèn lên trên đầu á thì mình cứ tém bột rồi đập nhẹ xuống, tém bột đập nhẹ đặng dồn bột, có bột để mà mình mới kéo nó được. Xong bố cục rồi thì mình nhìn tổng thể, bây giờ thấy thiếu chỗ nào nữa thì mình bắt đầu thêm cánh vô. Quan trọng là kỹ thuật kéo cánh ngay từ ban đầu ha. Còn bây giờ mình thấy thiếu chỗ nào là mình thiếu mình cứ để vô. Nếu các bạn cảm thấy khó quá thì các bạn sẽ làm gì? Làm cánh rời từ bên ngoài, sau đó mình dở cánh mình đặt vô, xong rồi thì tự thêm gân thêm đá là có kết quả nè.